like you had me so cold. Ooh, ooh, how did you not know? Since you left, now I'm starting to grow. Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hiện tại mình đang có mặt ở tại bãi biển Alona ở đảo Boho, Philippines. Hiện tại mình đang đi dạo ở trên bãi biển. Không khí ở đây khá là mát mẻ và sạch đẹp. Bãi biển rất là trong sạch luôn, không có một miếng rác nào luôn. Còn đây là chỗ cho thuê dịch vụ lặn biển nè. Bạn nào có nhu cầu lặn biển hoặc là thích khám phá đại dương thì hãy đến đây thuê dịch vụ lặn biển ở đây. Các bạn thấy ở đây người ta sắp xếp bàn ghế ra tuốt ở ngoài bờ biển để người ta buôn bán luôn nè. Nhìn khá là thú vị ha. Đó, bãi biển tập trung rất là nhiều người nước ngoài luôn. Ông chú này ông vừa mới đi lặn biển về nè. Có hai ông người Tây này nè, vừa mới đi lặn biển về. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là con khỉ lùn ta xe. Tên của nó là ta xe. Đây là con khỉ mà có con mắt lớn nhất trong tất cả các loại luôn. Loài khỉ này thì chủ yếu sinh sống ở khu vực Đông Nam Á, ở những bán đảo của Philippines và Myanmar. Mấy bạn nhìn thẳng vào cặp mắt của nó nè, rất là to luôn ha. Nó cặp mắt to 180 độ luôn. Nó không cần phải nhúc nhích hay là di chuyển gì hết, nó có thể thấy xung quanh 180 độ. Bạn thấy không? Nó dành thời gian cả ngày để nằm trên cây hoặc là bám trên dây leo vậy thôi. Thức ăn chủ yếu của nó ăn côn trùng. Nhìn nó nhỏ bé vậy thôi nhưng mà nó có thể nhảy xa từ cành cây này qua cành cây khác tới 5 mét. Rồi, địa điểm tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn là đồi sô-cô-la. Đây là một trong 8 kỳ quan của thế giới. Khi mà nhắc tới Boho thì không ai không biết tới ngọn đồi sô-cô-la này. Các bạn nhìn thấy xa xa kia có rất là nhiều ngọn đồi ở đó ha. Vào mùa hè thì cỏ trên ngọn đồi nó sẽ chuyển sang màu nâu, nên là có hình dạng như là cái thỏi sô-cô-la vậy đó. Theo như lời kể của người Philippines, ngày xưa có hai vị khổng lồ đánh nhau bằng cách là ném đất đá vào nhau. Sau khi mà trận chiến kết thúc thì những cái bãi chiến trường còn lại đó là những ngọn đồi sô-cô-la như hiện nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.